Các bạn đến với xưởng loa Thanh Cao. Hôm nay mình có ông anh ở Bến Tre để bên chợ Lách á, gọi cho mình đi nâng cấp cái loa karaoke gia đình thành loa kéo nha. Thì đây là xứ trồng hoa cảnh không nha các bạn. Đây là Mai nè nha. Ông Mai này chuyên môn về hoa cảnh cây kiển. Thì các bạn nào mà có nhu cầu về nâng cấp lo hay làm sửa đổi lo karaoke gia đình thành lo kéo thì gọi cho mình qua số điện thoại 0948 858685. Mình tư vấn cho các bạn nha. Hãy chào các bạn đến với sửa lo Thanh Cao. Thì hôm nay mình cũng có công việc đi ngang ở Bến Tre, ông anh ấy nhờ nâng cấp cái lo ảnh lên ha. Thì bây giờ mình đang linh đang tháo ra, mình tranh thủ mình làm, nếu mình đi làm chuyện khác nữa mình tranh thủ mình làm cỡ 15 phút là xong nha các bạn. Đó. Đây là cái lò sân khấu loại mini nha. Giờ mình sẽ chuyển nó lại thành cái lò kéo nha các bạn. Mình sẽ gắn bo công sức của mình vô nha các bạn. Đó, bắt đầu tiến hành mình làm nha. Đập miếng đá vô cho lạnh. Đây là khoét lỗ nha các bạn. Đó. Thợ điện tử mà làm luôn lòng mọc luôn nè. Lòng mọc. Có cưa luôn. Cái này là tình thương mến thương mới đi gắn đó nghe, chứ đi gắn vậy là lỗ tiền xăng đó, tiền xăng qua đây hết năm. Cái này là thợ đực đang làm, thợ cái đang quay phim. Xong nha các bạn. Bây giờ là mình khoét lỗ này, mình gắn xong rồi, bây giờ mình khoan lỗ đặng cho ông anh gắn thêm cái cặp chép trên đầu. Ngoài để nghe không ta? Hả? Thôi. Nghe. Bắt đầu. Tiếp tục là bây giờ mình đấu dây vô ha. Cái kìm thôi. Ủa rồi sao đâu có đem ốc đèn hả bà? Sáng anh có đem máy không? Ốc đèn. Mình khoan lỗ xong rồi, bây giờ tiếp tục cái chương trình là mình ráp vô. Sáng có ấy không? Có giấy trên xe không? Không. Sáng có đem theo bên kia mà. Thấy chưa? Đây mình tới mình gắn bo vô. Bo này là bo micro. Bo micro. Anh có cái kìm cắt không? Thì có cho mình á. Có là dạ. Cái lò để ông hát như lò kẹo kéo nha. Này để xa lắm. Lúc ở Bến Tre luôn. Mình đi xuống đây là hơi xa.
Hơi bị xa. Hơi bị xa. Và lỡ quảng cáo rồi đi làm luôn. Nhớ cháu rồi kia nữa, thôi chú bà làm đi, hát ngon rồi con làm nữa. Thôi chị nào ấy thì nguyên sớm nhập lại em làm cũng được mà. Ừ, nhớ cháu thôi kia nữa. Làm ngon đi. Cái nó lại nó cao thử được, nó làm nhóc. Cô có xe đen không? Đó. Cô hát không lỡ chút xíu vậy hả? Đó, gắn cái bo đó, bo mặt đó. Thì không gọi chú thấy thì đang làm cho ông kia cái thùng quay bự. Quay vòng vòng hả mày, quay khán giả nữa mày, quay của mình tao à. Chứ tại thì đang gắn cái móc là bự ta. Tao giả bộ đóng phim chứ không phải là làm thiệt. Đó quay nhà vòng vòng à, quay chồng bự chồng bự rồi. Rồi à, ông bữa nào ấy được ăn được em mổ dễ cho em thấy còn chăn không à. Đã có tay rửa tay nặng rồi đó. À, ông bữa nay có bà ông dám làm với bà giám đốc đi theo nè. Ông dám làm, em dám làm, còn vợ em giám đốc, đốc em làm không à. Cái này các bạn mua về ở nhà tự ráp cũng được đó nha. Khi làm vậy đó nó không xuôi vậy đó. Anh hình như mua cặp video đúng không? Hả? Có mua cặp video không? À. Video ở nhà còn không? Ừ. À, dễ biết. Rồi video anh đâu? Video dây. Video dây là hát gì đâu cũng nổi. Không, em hả? Em có. Mà không bảo không nhiều. 800. Có 800 ngàn. Mọi người mua đặng cái video không dây luôn đi. Video không? Biết. Mà hơi biết cái. Rồi tắt tắt camera chút đi.
hình nha các bạn. Mình đang làm thành cái lò kéo nha các bạn. Đút vô lỗ đó, đó. Đút vô lỗ quay nè, đít 1. Cái micro dây hay quá nên mới xài lại micro dây ngang. Alo 1 2 3 4 đó, bây giờ mình tăng echo lên nè. Alo 1 2 3. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo 1 2 3 4 5 6.
Tới đi cái đầu điện anh. Dạ dạ chưa chưa dạ rồi biết nhà rồi. Cảm ơn anh.